Stuart Butterfield, hành trình vượt qua thất bại của cha đẻ phần mềm Slack. Stuart Butterfield có thể không phải là một cái tên quen thuộc như Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, hầu như tất cả mọi người trong ngành công nghệ đều đã nghe nhắc đến Slack và Flickr. Một cái là ứng dụng tin nhắn, một cái là ứng dụng chia sẻ ảnh. Ngoài việc được đồng sáng lập bởi Butterfield, đây đều là những công ty trị giá hàng triệu đến hàng tỷ đô, là những cái tên đã mở ra một thị trường không hề tồn tại trước khi chúng xuất hiện. Đặc biệt hơn, chúng được sinh ra từ những trò chơi điện tử thất bại. Và rõ ràng cha đẻ của chúng, Stuart Butterfield, là cái tên đáng gờm trong giới công nghệ. Từ bỏ sự nghiệp giáo dục để yêu lại máy tính. Daniel Stuart Butterfield sinh ngày 21 tháng 3 năm 1973 tại làng chài nhỏ Lund ở British Columbia, Canada. Gia đình Butterfield thậm chí còn không có hệ thống nước sạch cho tới khi anh lên 3 tuổi. Butterfield chia sẻ rằng, cha mẹ tôi thực sự là dân hippie. Họ muốn chỉ sống dựa vào thiên nhiên, nhưng hóa ra lại có quá nhiều việc phải làm, do đó chúng tôi đã quay lại thành phố. Năm Butterfield 5 tuổi, gia đình anh chuyển đến thành phố Victoria. Butterfield may mắn sở hữu chiếc máy tính đầu tiên khi lên 7 tuổi và anh đã tự học lập trình từ thời điểm đó. Sau đó thì Butterfield đã học cách tạo ra các trò chơi máy tính cơ bản. Tuy nhiên, anh đột nhiên mất hứng thú với máy tính khi lên cấp 3 và quyết định học triết học tại Đại học Victoria, rồi tiếp tục theo học bậc thạc sĩ chuyên ngành triết học tại Đại học Cambridge ở nước Anh. Vào năm 1997, khi Butterfield chuẩn bị trở thành giáo sư triết học, thì Internet thực sự bắt đầu cất cánh. Butterfield cho biết, những người biết cách tạo ra các trang web đã chuyển đến San Francisco, và nhiều người bạn của tôi đã kiếm gấp đôi, gấp 3 lần lương của giáo sư. Nó mới và rất thú vị. Thế là Butterfield đã quyết định từ bỏ sự nghiệp giáo dục và yêu máy tính lại từ đầu. Nhiều lần thất bại. Năm 2000, Butterfield tham gia vào startup GrabFinder.com của người bạn Jason Klassen. Khi bong bóng Internet vừa vỡ, hai người bán lại công ty cho Highway sau 6 tháng ra mắt. Klassen sau đó đầu quân cho Highway, còn Butterfield trở lại làm thiết kế cho web tự do. Sau đó Butterfield tạo ra cuộc thi 5K, khuyến khích mọi người thiết kế trang web dưới 5KB và nó đã thành công ngoài sức tưởng tượng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đó Butterfield cùng Klassen và Salamina Fake, người sau này là vợ của Butterfield, đã cùng nhau thành lập Ludicorp, một startup trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Tuy nhiên thời điểm đã không đứng về phía họ, sau khi một bong bóng công nghệ khác nổ tung, công ty của ba người đã không thể huy động vốn từ các nhà đầu tư. Butterfield lại nảy ra ý tưởng cho công ty tiếp theo của mình, bộ dịch vụ web chia sẻ ảnh và nền tảng cộng đồng trực tuyến Flickr. Ý tưởng đến vào thời điểm khá trớ trêu khi anh bị ngộ độc thực phẩm tại một khách sạn tại New York. Là ứng dụng chia sẻ ảnh duy nhất vào thời điểm đó, Flickr nhanh chóng trở thành nền tảng được đề xuất rộng rãi bởi Google, Blogspot và khá nhiều trang web hỗ trợ ảnh. Sau này, Flickr được bán cho Yahoo với giá hơn 20 triệu đô. Butterfield và Salamina Fake cũng đã tham gia vào Yahoo, nhưng họ rời đi chỉ một thời gian ngắn sau đó. Sau thương vụ triệu đô, Butterfield cho rằng đó là một quyết định sai lầm, vì nếu anh chịu chờ đợi lâu hơn, đó có thể là một con số lớn hơn rất nhiều. Từ Glitch tới Slack. Sau thương vụ, Butterfield tập hợp đồng nghiệp cũ từ Flickr và Ludicorp để thành lập startup TinySpec và phát triển trò chơi mang tên là Glitch. Phát hành vào 2009 và gọi được 16 triệu đô đầu tư, Glitch hướng tới việc chiếm lĩnh thị trường game MMORPG. Tuy nhiên, tựa game này không nhận được sự hưởng ứng như kỳ vọng và gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút người chơi mới. Theo Butterfield, Glitch đã phạm phải một số sai lầm và không thu hút được lượng lớn người chơi như dự tính. Nhóm sáng lập phát hiện ra rằng mấu chốt nằm ở công cụ giao tiếp trong thời gian thực của trò chơi. Butterfield chia sẻ rằng, khi chúng tôi phát triển trò chơi, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống giao tiếp nội bộ mà chúng tôi thực sự là yêu thích. Chúng tôi đã không nghĩ về nó, nó gần như chỉ đóng vai trò nhỏ. Nhưng sau một vài năm, chúng tôi nghĩ có lẽ những người khác cũng muốn sử dụng nó. Từ những phát hiện đó, Slack, một công cụ giao tiếp nội bộ được nhen nhóm phát triển. Mới đầu, Butterfield không hề có ý định thương mại hóa sản phẩm này, nhưng anh sớm nhận ra rằng tiềm năng của nó có thể phát triển mạnh mẽ hơn nhiều so với chỉ là một công cụ giao tiếp nội bộ. Trong quá trình phát triển sản phẩm, họ cần thêm người dùng, và để có những người dùng đầu tiên, đội ngũ của Butterfield bắt đầu liên hệ người quen đang làm việc tại các doanh nghiệp và nhờ họ trải nghiệm sản phẩm. Butterfield thậm chí kể rằng
mình đã phải cầu xin và nịnh người quen để họ rủ thêm đồng nghiệp sử dụng sản phẩm và được feedback. Những feedback thu được từ quá trình này đem lại nhiều ý tưởng quý giá để đội ngũ cải thiện sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu người dùng. Năm 2014, Slack được thương mại hóa và chính thức xuất hiện trên thị trường. Chiến lược thu hút người dùng của Butterfield trong thời gian đầu này là marketing qua báo chí, với sự hỗ trợ của một đơn vị báo có tên tuổi, lời mời sử dụng Slack được gửi tới đông đảo người dùng tiềm năng. Chỉ trong ngày đầu tiên, Slack đã nhận được hơn 8.000 yêu cầu sử dụng, con số này tăng lên 15.000 trong vòng vài tuần. Sau đó, Slack gọi được 42,8 triệu đô vốn trong vòng gọi vốn Series C với hơn 60.000 người dùng mỗi ngày và hơn 15.000 người dùng trả phí chỉ trong vòng vài tháng sau khi ra mắt. Với khoản đầu tư này, cùng hàng chục ngàn khách hàng đã có, Slack có thêm nguồn lực để phát triển và nâng mức định giá của mình lên con số hàng chục triệu đô. Hành trình leo núi của Slack. Dù đã tạo ra một thị trường mới là người tiên phong trong thị trường này và đạt mức tăng trưởng tốt, nhưng để đạt ngưỡng tăng trưởng được coi là đột phá, Slack vẫn cần phải thực thi một số chiến lược. Đầu tiên là tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Ngay từ ngày đầu, việc đảm bảo người dùng có một trải nghiệm hoàn hảo khi sử dụng sản phẩm vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của Slack. Với mục tiêu này, giai đoạn beta ra mắt của Slack được sử dụng để giới thiệu công dụng, cách sử dụng và lấy feedback của người dùng. Đây là nguồn dữ liệu quý giá để cải thiện sản phẩm. Slack còn hướng tới một giao diện và trải nghiệm người dùng đơn giản nhưng vô cùng tuyệt vời. Định hướng chính của Slack là xây dựng một công cụ đủ đơn giản sao cho bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mà không cần hướng dẫn. Những ai đã đang sử dụng Slack sẽ hiểu được công cụ này dễ làm quen và sử dụng như thế nào. Butterfield cũng xác định rõ kim chỉ nam của công ty, ám chỉ việc công ty đã lựa chọn được chỉ số kinh doanh giữ vai trò quan trọng nhất, xác định sự thành bại của mô hình. Chỉ số này còn được gọi với cái tên The North Star Metric, NSM. Ví dụ, NSM của Airbnb là số đơn đặt phòng, trong khi NSM của Facebook là số người dùng mỗi ngày. Với Slack, NSM không phải lượng người dùng hay doanh thu, mà là số lượng tin nhắn được gửi. Cụ thể, con số này là 2.000 tin nhắn. Đội ngũ vận hành của Slack nhận ra rằng khoảng 2.000 tin nhắn là con số trung bình để người dùng nhận thức được giá trị của Slack đối với họ và tiếp tục sử dụng Slack. Butterfield chia sẻ rằng, chúng tôi đã nhận ra rằng bất kể các yếu tố khác như thế nào, cứ sau 2.000 tin nhắn được gửi thì 93% người dùng vẫn sẽ tiếp tục sử dụng Slack tới bây giờ. Trở thành tỷ phú sau thương vụ IPO. Thành quả cho những chiến lược tài tình là sự tăng trưởng ấn tượng. Năm 2015, Slack trở thành công ty nhanh nhất đạt được trạng thái kỳ lân với mức định giá 1 tỷ đô chỉ sau 8 tháng ra mắt. Ngày 20 tháng 6, 2019, Slack đã chính thức IPO tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Cổ phiếu của công ty mã Work chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán New York với giá mở cửa là 38,5 đô la một cổ phiếu, để mức định giá của công ty lên 23,2 tỷ đô. Mức giá mở cửa của cổ phiếu Slack cao hơn tới 48% so với mức giá tham chiếu. Cú hích này chính là tin tốt cho CEO Stewart Butterfield. Với việc không phát hành thêm cổ phiếu và sở hữu 7% cổ phần của Slack, Butterfield đã chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới với giá trị tài sản ròng 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc không phát hành cổ phiếu mới sẽ khiến cho Slack không thể gọi thêm vốn được. Công ty thời điểm đó có gần 800 triệu đô la tiền mặt theo báo cáo nộp gần đây nhất cho SEC. Việc niêm yết trực tiếp cũng cho phép các cổ đông của Slack, bao gồm cả nhân viên, được phép mua bán luôn cổ phiếu thay vì phải đợi qua 180 ngày như cách IPO thông thường. Những bài học đáng giá từ Stewart Butterfield. Đầu tiên là làm theo trực giác. Stewart Butterfield cho rằng đây không phải là điều mơ hồ. Nếu trực giác tiếp tục xuất hiện, điều đó gần như chắc chắn chính xác và bạn sẽ không cần phải chờ cơ hội để thành công nữa. Trong sâu thẳm trái tim mình, chúng ta có thể biết rằng những thứ mình làm không mang lại kết quả. Và khi chúng ta ngừng tin vào những giấc mơ của mình, đó cũng là lúc chúng ngừng tồn tại. Thứ hai là đừng đánh giá thấp lòng thiện chí. Khi Butterfield đưa ra quyết định đóng cửa Glitch, anh đã phải sa thải 30 nhân viên. Nhiều người trong số họ trước đó đã bỏ những công việc lương cao để làm việc cho Butterfield. Việc cuối cùng Butterfield có thể làm cho họ là viết thư giới thiệu khen ngợi hết lòng, hướng dẫn làm sơ yếu lý lịch hoặc chuẩn bị phỏng vấn, giúp họ tạo mối quan hệ. Vào thời điểm Glitch chính thức đóng cửa, tất cả nhân viên cũ đã được công ty khác tuyển dụng. Cả Butterfield và các nhân viên cũ của mình
đều có được rất nhiều thiện chí trong cộng đồng công nghệ. Điều này cực kỳ hữu ích khi Slack bắt đầu thành lập. Bạn có thể gọi đó là những quyết định kinh doanh thông minh, làm điều nhỏ nhoi để giúp người khác có thể thay đổi cuộc sống của bạn, có thể thay đổi cuộc sống của họ và cũng có thể thay đổi cuộc sống của chính bạn. Thứ ba là cân nhắc ý nghĩa của sự giàu có. Stuart Butterfield từng nói, tôi tin rằng có 3 mức độ giàu có trên thế giới. Cấp 1, tôi bị áp lực nợ nần. Cấp 2, tôi không quan tâm món ăn đó mắc hay rẻ. Và cuối cùng, tôi không quan tâm kỳ nghỉ tốn bao nhiêu tiền. Ngoài ra, tôi không nghĩ nó tạo nên sự khác biệt. Butterfield vẫn kiên quyết tin rằng, một khi bạn đạt đến một mức độ giàu có nhất định, thì nhiều tiền hơn cũng không làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Thông thường, trong giai đoạn đầu của bất kỳ công ty nào, chất lượng sản phẩm là điều cần thiết để phát triển cơ sở khách hàng. Tuy nhiên, các công ty bắt đầu giảm chất lượng khi họ đạt được mức độ phổ biến nhất định. Khi đó, họ coi lợi nhuận là trọng tâm chính. Nhưng hãy để ý, việc Butterfield tập trung vào việc tạo ra một phần mềm thú vị thay vì làm giàu đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của ông. Thứ tư, khi những thứ khác thất bại hoặc trước khi mọi thứ thất bại, hãy theo đuổi đam mê của bạn. Stuart Butterfield đã có bằng thạc sĩ triết học, tuy nhiên ông đã quyết định theo đuổi phát triển trò chơi bởi vì đó là thứ mà ông yêu thích. Một lời khuyên dành cho bất kỳ ai đang nghĩ về khởi nghiệp là hãy đảm bảo rằng bạn đam mê nó. Không có sẵn công thức hướng dẫn từng bước để xây dựng một doanh nghiệp, không có công thức hoàn hảo để mà thành công, bạn không thể học hỏi trừ khi bạn thất bại, bạn không thể thành công cho đến khi bạn học được, thất bại là con đường dẫn đến thành công, có thể có một vài lần chậm nhịp, những khúc quanh bất ngờ và những khúc quanh phút chót trên hành trình của bạn. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.